Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn dang rộng vòng tay chào đón bệnh nhân ung thư mới đến từ mọi miền của Tổ quốc. Với sứ mệnh cao cả là hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, phòng khám mong muốn mang đến hy vọng và sự an tâm cho những ai phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác này. Hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, hiểu được gánh nặng về tài chính và bệnh ung thư mang lại cho người bệnh và gia đình, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết hỗ trợ điều trị ung thư hoàn toàn miễn phí. Nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám có thể trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y sĩ dày dặn kinh nghiệm cùng các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn cuối tiên tiến nhất, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu tối đa chi phí cho bệnh nhân, chăm sóc chu đáo và tận tình. Bên cạnh việc hỗ trợ điều trị miễn phí, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí còn chú trọng vào việc chăm sóc bệnh nhân một cách chu đáo và tận tâm. Mỗi bệnh nhân đều được đội ngũ y sĩ, nhân viên theo dõi sát sao, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về quy trình giữ gìn phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư một cách tỉ mỉ. Phòng khám cũng tạo môi trường hỗ trợ điều trị thoải mái, thân thiện, giúp bệnh nhân có tinh thần lạc quan, an tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí mong muốn kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng để có thể tiếp tục hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho nhiều bệnh nhân hơn nữa. Mỗi đóng góp dù nhỏ bé nhất cũng sẽ góp phần mang đến hy vọng và niềm tin cho những người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ tận tâm với việc hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả, mà còn bởi bầu không khí ấm áp, chan hòa niềm tin. Nơi đây, bệnh nhân và người nuôi luôn dành thời gian để đến cầu nguyện và dâng hương hoa trên bàn thờ Chúa và Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường. Sự hiện diện của niềm tin, bàn thờ được đặt trang trọng tại vị trí trung tâm của phòng khám, thể hiện tầm quan trọng của đức tin trong việc hỗ trợ bệnh nhân vượt qua khó khăn thử thách trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Hình ảnh Chúa Giêsu và Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường mang đến sự bình an và hy vọng cho những ai đến đây. Niềm tin dìu dắt bước chân. Nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng họ tìm thấy sự an ủi và động viên to lớn khi cầu nguyện tại phòng khám. Niềm tin giúp họ thêm sức mạnh để đối mặt với bệnh tật, đồng thời mang đến cho họ niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Sự kết nối thiêng liêng, việc cầu nguyện và dâng hương hoa không chỉ là một hành động thể hiện lòng thành kính, mà còn là cách để bệnh nhân và người nuôi kết nối với nhau, với cộng đồng. Nơi đây trở thành điểm tựa tinh thần giúp họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và chia sẻ niềm tin vào cuộc sống. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn chào đón tất cả bệnh nhân và người nhà đến cầu nguyện và dâng hương hoa. Nơi đây là không gian mở, nơi mọi người có thể tìm kiếm sự bình an, hy vọng và niềm tin trong hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt.
hát giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Chiều chiều hàng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối. Hàng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Hằng ngày con gặp được Chúa, nơi bác công nhân, trong bác nông dân, ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa, trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa, khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập.
Hàng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo, tiêu hiu sắc sơ, bình an phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, hàng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hàng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng soi đưa lối con đi màn đêm phủ đầy. Hàng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, yên niềm phố đêm buồn vui phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám nói thành lời. Hãy
trông, hãy xem, hãy chạnh lòng thương xót. Hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa. Sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.